xuống đây. Sao lại là ở đây? Tôi đến đây để ứng tuyển vào vị trí quản lý quán cà phê mà. Đã làm phục vụ ấy, thì đâu mà chả phải phục vụ. Đòi hỏi nhiều thế. Đi. Không, tôi không đi đâu. Cứu tôi với, cứu tôi. Này, đủ bản lĩnh ấy. Hét to lên. Hét hết cả dây họng ra luôn ấy. Xem thằng nào đủ gan dạ đến cứu mày ra. Hả? Nói đi thôi, đi. Cứu tôi với anh ơi, tôi không đi đâu. Tôi không đi đâu. Này. Này, thanh niên mới à? Tôi mới đến ạ. Hàng mới ấy, cho mấy con cẩn thận vào. Tao đi vệ sinh một lát, lát tao quay lại. Anh ơi, sự xịn anh đấy. Tôi không thể làm công việc này được đâu. Là tôi đi xin việc rồi tự dưng bị dụ dỗ đến đây chứ tôi không biết gì cả. Tôi xin anh đấy, anh có thể tha cho tôi được không? Mình cứ tưởng là vào đây chỉ là vệ sĩ thôi. Không ngờ ở đây có cả trò buôn người như này nữa. Đừng mà bỏ tôi ra đi. Anh Giai ơi, đi xe không? Lên đi. Này, cô nhớ cho kỹ này. Đừng bao giờ tin vào mấy cái quảng cáo việc nhẹ lương cao vớ vẩn nữa chưa. Đã việc nhẹ thì không có lương cao, mà đã lương cao thì không có việc nhẹ đâu. Đi đi. Này, ôi, hôm nay tự dưng lại nổi hứng mời tao cà phê này. Tao vừa mới trúng số đấy. Trúng số á? Bao nhiêu? 1 tỷ. 100. 100 đô á? 100.000 má ơi. Thế mà làm mừng hụt. Tao lại cứ tưởng là mày trúng số to lắm. Làm nghỉ việc. Sao lại nghỉ việc? Mày lại có mâu thuẫn cả sếp à? Ui, nhịn ông đi một tí. Cái lão sếp của mày là ghê gớm lắm đấy. Mày càng làm căng, khéo, ông lại càng thích ấy. Ê, này, Ê, mày mới tin là anh nào đẹp trai à? Linh, sao đấy? À không, tao nhìn nhầm thôi mà. Mời vào. Linh à, em thích bó hoa anh tặng chứ? Dạ, bó hoa rất đẹp ạ. Thế nhưng mà em nghĩ là bó hoa đẹp như thế này anh nên tặng bạn gái hay là mẹ mình thì hơn. Em nói vậy là sao? Chẳng lẽ anh không được tặng hoa cho bạn gái của mình à? Hay là em chê? Thứ lỗi cho em không giữ nguyên tắc. Nhưng mà em cũng phải xin phép nói là e rằng mối quan hệ của chúng ta không thể vượt qua mức đồng nghiệp được đâu ạ. Vậy nên sau này sếp đừng tặng hoa hay là quà cho em nữa. Kẻo đồng nghiệp nhìn thấy thì phiền em lắm á. Hóa ra là người đẹp sợ những cái lời bàn tán sau lưng à? Vậy thì em phải đồng ý làm bạn gái của anh đi. Đến lúc ấy rồi thì anh nghĩ là chúng ta sẽ không phải sợ ai bàn tán sau lưng cả. Phải không em? Cái thứ đàn bà lăng loàn này, nói thẳng ra đi, cô cần bao nhiêu tiền hả? Đừng có mà chơi cái trò lạt mềm buộc chặt với tôi. Cái thứ đàn ông đốn mặt này chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới thôi à? Nói luôn đi, phải trả giá bao nhiêu để anh không làm phiền tôi nữa. Cô
Hải đúng không? Chắc là cô nhớ nhầm tôi với ai rồi, chứ tôi với cô đã gặp nhau bao giờ đâu. Anh không nhớ tôi là ai à? Vậy tại sao hồi nãy anh lại... Ông chủ ơi, đang có khách gọi đồ đấy, ông chủ vào luôn đi ạ. À, thưa chị, ở trên đây là tất cả những món ăn mà bán chạy nhất ở bên em, thì không biết là chị muốn gọi món nào ạ? Kim mà hết ra đây đi. Chị ơi, chắc là chị đang đợi bạn đúng không ạ? Tại vì em nghĩ rằng tất cả những món em mà mang ra thì cũng khó là ăn hết đấy ạ. Không sao, chút này thì có thấm thoát gì so với người bạn vừa trúng số của tôi. Nó quay thẻ phút mốt là xong mà. À, anh ơi, gọi nhiều món như thế thì không biết là có được nói chuyện cùng với ông chủ không nhỉ? À, cái này thì phải đợi em hỏi lại ông chủ đã. Em xin phép ạ. Tôi chỉ nói đùa thôi mà. Vậy mà anh phục vụ và bảo anh thật à? Bảo cái gì cơ? Thì vừa nãy tôi bảo với phục vụ là gọi nhiều món như thế không biết có được nói chuyện với ông chủ không? Chứ không phải anh ra đây làm gì? Cô gọi nhiều món quá. Một mình thì làm sao mà ăn hết được? Có bạn bè gì không? Thì anh cứ nấu sao cho đủ tôi ăn là được mà. Cô tính làm gì đấy? Anh không nhớ tôi là ai à? Tôi chưa gặp cô bao giờ cả. Nhưng mà rõ ràng lúc tôi ở công viên, tôi có vô tình nhìn thấy anh, nhưng mà mắt anh cũng lại đang nhìn tôi là sao? Cái mắt của tôi ấy, nó bị lác bẩm sinh, thông cảm nhé. 2 năm trước. Chuyện 2 năm trước ở quán karaoke, người cứu cô không phải là tôi. Người xa lạ chưa từng quen biết, thế mà anh cũng biết hay nhỉ? Cô không sợ là tôi gọi bắt cô đi à? Nếu tôi mà là cô ấy, chắc là tôi phải cao chạy xa bay lắm đấy khi mà nhìn thấy tôi đấy. Anh là ân nhân của tôi mà, sao tôi lại sợ anh được chứ? Thôi, anh vào làm món tiếp đi. Lát nữa, sau khi hết khách, tôi sẽ trao đổi phương thức liên lạc với anh. Cô vẫn chưa đi à? Tôi đã nói rồi mà, nếu như anh không nhận danh thiếp của tôi thì tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi cũng đã nói với cô rồi gì nữa. Tôi không cần cô phải báo đáp cái gì cả. Chuyện năm đấy cũng chỉ là tôi tiện tay. Tôi là một người trọng ân nghĩa, thế cho nên là dù cho có là chuyện 2 năm trước đi chăng nữa, nhưng nếu như không có anh giúp đỡ tôi thì chắc chắn là bây giờ đời tôi cũng tàn rồi. Vậy nên nếu như tôi không báo đáp được ân nghĩa với anh thì tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất. Tôi chỉ được cái mã ngoài thôi, còn ở trong chả có gì cả. Bằng cấp cũng không, tiền cũng không. Cho nên là cô đừng có quen tôi làm gì cả. Nếu không thì cô tự hạ thấp bản thân của mình ấy. Thế thì vừa hay rồi, tôi cũng sắp thất nghiệp đây. Cái gì? Cô thất nghiệp á? Ui, cho ăn mặc sang chảnh như ai mà thất nghiệp nào được. Đùa đấy à? Thế thì anh chưa nghe câu nói bất hủ này rồi. Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Tôi sắp thất nghiệp thật đấy. Mà thất nghiệp là sao? Thất nghiệp là có nghĩa là không có tiền.
mà không có tiền thì không trả được tiền nhà. Mà không trả được tiền nhà thì là phải dọn đi. Mà dọn đi thì phải chuyển đồ đạc. Nhưng mà anh thấy đấy, tôi là con gái, chân yếu tay mềm như thế này, chắc chắn là không thể nào mà tự dọn dẹp được rồi. Mà cái con bạn thân của tôi ấy lại càng không. Thế cho nên là... Thôi rồi, bây giờ cô cần tôi làm cái gì? Vào thẳng vấn đề chính ngắn gọn thôi. Vừa hay lúc nãy tôi vào quán ấy, có nhìn thấy một dòng chữ rất bắt mắt. Đó là quán sẽ nghỉ vào ngày chủ nhật. May thay ngày mai lại là chủ nhật đấy. Ok kìa, này, cô bảo là cô muốn báo đáp tôi, sao bây giờ lại thành ra thế này? Mà không có người vận chuyển ấy, thì có nghĩa là... Thôi rồi, rồi. Xin cô đấy. Nào bây giờ có gì mang hết tới đây, đưa hết đây. Khổ quá đi mất thôi. Đấy, anh mà cứ nhận danh thiếp của tôi sớm thì không phải tốt đâu. Thì còn không mong mà đưa danh thiếp đi chứ còn ngồi đấy làm gì nữa. Trong này là địa chỉ nhà tôi, nhớ đến đúng giờ nhá. Nếu như không tìm được nhà ấy thì gọi điện cho tôi. Bye bye. Sao đi vào dọn nhà đi, đứng đây làm gì? À, tôi thuê dịch vụ chuyển nhà rồi. Nhưng mà tôi nhớ ra là hôm nay anh đến đây, nên là tôi chừa lại cái vali cho anh đấy. Thôi, tôi đùa thôi, đồ của tôi thì tôi tự cầm chứ. Này, tôi bảo, sao hôm nay là chủ nhật mà tại sao quán anh lại nghỉ? Không phải bình thường chủ nhật mới là ngày đông khách sao? Thế bây giờ bên chỗ công sở người ta cũng nghỉ chủ nhật mà đúng không? Đúng. Tôi cũng thích như thế. Làm màu. Tính tôi kiểu màu mè thế đấy. Mà này, tôi có làm phiền anh không? Sao tôi chẳng thấy mặt anh khó chịu gì cả? Ban đầu ấy, thực ra tôi cũng không định làm phiền anh đâu. Nhưng mà anh cứ bảo là anh không nhận ra tôi, với cả không nhận báo ơn của tôi ấy, nên là tôi mới phải cố gắng giữ liên lạc đấy. May là anh không thấy phiền. Không phải là tôi vừa bảo là tôi thấy phiền à? Ừ. Làm gì có ai thấy phiền mà lại đi chuyển nhà giúp người khác. Tôi nói là một chuyện, nhưng mà anh có đồng ý hay không lại là một chuyện khác chứ. Nhưng mà tôi bảo này, hay là chúng ta làm bạn đi. Làm bạn bè thật sự ý, chứ không phải là kiểu ban ơn huệ gì đâu. Nhá, làm bạn bè đi. Trông anh cũng chỉ hơn tôi mấy tuổi thôi mà. Làm gì mà nhát gái đấy? Trẻ hơn cô. Trẻ hơn tôi á? Tôi mới có 95 thôi đấy. Chắc là anh cũng phải tầm 90 chứ. Tôi 98. Cái gì? Này! À, anh ạ. Đây chính là cái chị mà hôm qua em giới thiệu với anh đấy ạ. À, tôi thấy là ở ngoài cạnh cái biển mà ghi là quán nghỉ ngày chủ nhật, còn có ghi là đang tuyển nhân viên nữa mà. Chị ơi, ông chủ của bọn mình tính tình hơi thất thường một tí, chứ không để bụng đâu. Chị đừng nghĩ gì nhá. Không, tôi không để bụng đâu. Nhưng mà này, ông chủ của cậu... À không, ông chủ bọn mình sinh năm bao nhiêu ấy? À, ông chủ sinh năm 98 thì ạ. Không phải chị từng nói rồi, đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Lại còn gọi là chị cơ đấy. Ông chủ yêu dấu này, tiền lương tháng này chị nhờ cả vào em đấy.
lại có khách à? Khách nào ở đây? Đóng cửa đi về rồi. Đến giờ về rồi đấy, chị không định về à? Mệt chết đi được. Công việc ngồi điều hòa hưởng máy lạnh, lương chục triệu thì không thích, cứ thích đi làm mấy việc tay chân này cơ, xong bây giờ lại kêu. Không phải là không thích, mà là không thể làm được. Không có công ty này có công ty khác. Miễn là có tài thì ở đâu mà chả được. Ông chủ 98 này. Ừ. Đừng có đuổi khéo chị nữa. Dạ chuẩn bị đi về đi. Cũng chưa đi về à? Hôm nay tôi đi xe bạn đến mà. Đứng đây đợi tôi một lát nhá, tôi lấy xe. Ok, à này, nhớ mượn ai đó thêm mũ bảo hiểm nhá. Ok. Anh làm cái gì đấy? Cút, cút ra. Khánh Linh, tại sao em đánh anh? Cút nhanh. Em đúng là đồ yêu tinh mà. Mặc dù là em đã đi rồi, nhưng mà không lúc nào anh thôi nhớ về em, nên anh đành lặng lẽ theo dõi em từ xa. Cái thứ con gái như em ấy, đứng ra ngoài kia thôi, thiếu gì thằng cung phụng. Tại sao lại bước chân vào quán sập sệ này? Anh cút ngay đi cho tôi. Sao đấy? Chị quen thằng này à? Mày... mày thử tiến thêm một bước nữa đi. Tao đảm bảo ở đầu mày nở hoa luôn đấy. Mày... này, này. Mày thử nói thêm câu nữa đi. Nó sẽ là câu cuối của mày. Cút. Để tôi đưa chị về nhá. Đây đúng không? Cái tên đó là sếp cũ của tôi đấy. Tại vì là hắn thích tôi nên là cứ 5 lần 7 lượt như vậy á. Đấy là lý do mà chị nghỉ việc à? Thực ra từ đầu thì tôi cũng chỉ định cho qua thôi. Chịu được đến khi nào thì hay thế đấy. Nhưng mà cái vị trí đấy nó không dễ dàng có được mà. Sau rồi anh ta cứ luôn chèn ép tôi, nên là tôi vậy đấy. Thôi rồi, chị vào nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi đến đón. Cảm ơn nhá, em trai. Nhớ dậy đúng giờ ấy, tôi ghét bị muộn lắm ấy. Không phải là hôm nay quán đóng cửa ông chủ 98. Ôi nào, ơ chị quên mất. Hôm nay em không có kế hoạch gì đúng không? Chị cũng không có kế hoạch gì đúng không? Trời sinh một cặp đấy. Trời sinh cặp cái đấy. Đi xem phim nhá. Xem phim nhá. Ừ. Nào lên. Đây, quay cho một quả mũ Doraemon. Quả này từ thời Conan đấy. Hay đấy. Thời Conan. Let's go. Xe mới mua đấy. Rõ ràng là nam phụ khổ cực hết cả cuộc đời rồi, thế mà vẫn không có được nữ chính. Cái đấy đi, chị phải hỏi ông đạo diễn.
Nhưng mà nam phụ đẹp trai hơn, tốt bụng hơn mà. Chính lúc mà mắt mù mới không yêu nam phụ. Bây giờ nam phụ mà yêu được nữ chính mới là vấn đề lớn ấy. Thôi, cái đồ ngủ cả ngày trong rạp ấy. Thế chị có nghĩ là những người mà cực khổ từ bé thì lớn lên có đáng được yêu thương không? Đương nhiên rồi, ai mà chẳng đáng được yêu thương. Ý của em là chị có ưu tiên những người hơn không? Như em ấy, từ bé em đã phụ giúp cho bố mẹ ở trong quán ăn rồi. Sau đấy được một thời gian thì gia đình em vỡ nợ. Lúc ấy kiểu em vẫn chưa đủ tuổi để mà đi làm ấy, cho nên là cũng chỉ có đi làm chui cho họ thôi. Mà công việc làm chui thì lương được 3 cọc 3 đồng, việc thì nhiều. Sau này lớn lên thì chị biết rồi đấy, nó cũng chả có gì tốt đẹp cả. Vậy công việc ở trong quán karaoke là một trong những công việc đó à? Lúc đấy cái công việc chính của em ấy, nó chỉ ở loanh quanh ở bên ngoài thôi. Thế cho nên là em không biết là ở trong này nó có những cái trò bịp bợm như thế. Vậy thì xem ra chị vẫn sướng hơn em nhở. Suốt cả tuổi trẻ của chị cứ lao đầu vào công việc thôi. Đầu tiên là lao vào quán karaoke đó. Tiếp theo là lao đầu vào một cái công ty mà có cái thằng sếp giúp chị nhận ra được là không phải cái gì mình cố gắng thì cũng sẽ nhận được kết quả. Nhưng mà dù thế thì chị cứ lãng phí cái thời gian của chị ở quán ăn của em, nó cũng có vẻ là có ích lắm đâu. Kể ra mà bây giờ chị mới làm được có một tuần lẻ mấy ngày, nhưng mà lại được nhận lương cả tháng thì cũng ok ấy nhỉ? Lạy bà, mới làm được hơn tuần lấy đâu mà nhận lương cả tháng, khôn ấy. Kỳ thật đấy. Nhưng mà làm bạn gái của ông chủ thì gì cũng có đấy. Ok, thế thì không làm nhân viên nữa, làm bạn gái của ông chủ. Nói đi, em đổ chị từ khi nào? Bí mật. Em hỏi lại chị đi, chị đổ em từ khi nào? Chị đổ em từ khi nào? Chị đổ em từ lúc mà em kéo tay chị ra khỏi quán karaoke đó ấy. Hôm nay trông chị thế nào? Đẹp. Đẹp. Đi phỏng vấn thì phải lịch sự gọn gàng chứ, đẹp để làm gì. Thôi chị đi nhá. À chị này. Em bảo, đậu thì đậu, mà không đậu thì thôi nhá, đừng có bị áp lực quá đấy. Yên tâm đi, công ty của bạn trai nhỏ của chị mà, chị phải cố gắng chứ. Thế nhá, yêu em. Yêu chị. Cố gắng lên nhá. Ừ. Linh. Này, tôi cầm anh lại gần tôi nhá. Tôi gọi Hải đến đấy. Anh đến đây hôm nay không phải là để dọa nạt em đâu Linh ạ. Nếu mà em bỏ đi thì em sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được bộ mặt thật của cái gã đàn ông đang bên cạnh em đâu. Người đàn ông ở bên cạnh tôi mà còn cần phải anh để hiểu rõ à? Đây, đây chính là tác phẩm của hắn cùng với đàn em của hắn. Thằng đàn ông nói một lời không hợp ý liền sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề thì trước sau gì nó cũng tẩn em thôi. Em tỉnh mộng chưa? Thì sao? Dù sao cũng vì như thế mà anh cũng làm phiền tôi nữa còn gì. Tôi phải cảm ơn cậu ấy mới đúng chứ. Để anh nói cho em biết, trước đây nó là một thằng côn đồ, chuyên đi đâm thuê chém mướn. Tay của nó dính máu biết bao nhiêu người rồi. Ngay cả cái cửa hàng rách nát bây giờ của nó cũng là từ những cái đồng tiền dơ bẩn ấy ra. Đừng nghe lời nó nói ạ. Thì sao? Trước đây cậu ấy có làm gì thì cũng có liên quan gì đến anh. Nhờ có cậu ấy thì mới có tôi của hiện tại. Còn cái loại người như anh ấy, cho dù không đi đâm thuê chém mướn nhưng mà còn kinh tởm hơn nhiều. Cô đúng là cái loại gái đi hạng ba.
Ai? Mày. Mày thích nhìn cái côn đồ ấy. Được. Thế thì mày thử thêm một lần nữa đi. Tao sẽ cho mày biết thế nào là côn đồ thật sự. Còn mày xác định là nếu mà thêm một lần nữa thì gắn bó vẫn dừng bệnh lâu dài. Không sao đâu. Chị không tin những lời anh ta nói đâu. Nếu những lời anh ta nói là thật thì sao? Vậy là thật à? Vậy bây giờ em có làm như thế nữa không? Không ạ. Em đã bỏ hẳn mấy nghề mà phạm pháp như thế rồi. Chẳng qua lúc đấy em thấy ghét quá em mới đánh thôi. Chị mà như em ấy, chị có cơ bắp thì chị đấm anh ta từ lâu rồi. Chị sẽ rất vui nếu em chịu mở lòng và nói ra những chuyện em từng trải. Nhưng nếu em chưa sẵn sàng thì không sao, chị hoàn toàn có thể đợi được mà. Chị đã đợi em 2 năm rồi còn gì. Ngày trước mà em bị bệnh nặng, em không đủ tiền để mà trả tiền viện phí. Xong rồi người ta giới thiệu em đi đến mấy cái chỗ đòi nợ thuê. Nói chung là công việc chính hàng ngày của em cũng chỉ là cầm gậy đến nhà con nợ, xong rồi làm ầm ĩ lên để mà người ta trả nợ cho em. Sau đấy thì em cũng tham gia mấy cái bảo kê ở quán hát với quán bar. Nhưng mà em thề với chị là em chưa từng liên quan gì đến mấy cái chuyện như là buôn người hay là bán nội tạng cả. Công việc chính của em ở quán bar hay là quán hát lúc đấy cũng chỉ là cản mấy cái bọn gây rối thôi. Cho đến ngày em gặp chị. Là cái ngày chị bị lừa đó hả? Đến lúc đấy thì em mới nhận ra là không phải là quán bar, quán hát nào người ta cũng chỉ đến để hát với cả quẩy. Cho nên là em đã xin nghỉ. Lúc đấy thì em về em cũng mở một cái kiểu như là cái xe đẩy hàng thức ăn nhỏ ấy. Xong rồi cũng may mắn đã được mọi người ủng hộ nhiều thì em mới mở được một quán như bây giờ đấy. Vậy là em đã yêu chị từ ngày hôm đó đúng không? Lúc ấy kiểu em vô tình thấy chị, em vui cực. Nhưng mà sau em nghĩ đến cái quá khứ của em, em lại thấy kiểu em nghĩ là em không xứng với chị à? Hôm nay chị đi phỏng vấn, chị có gặp anh Long. Anh ấy nói với chị là bạn trai chị là một người rất ngay thẳng, cứng như đá. Thế nhưng mà bây giờ lại vì chị mà khép nép, đi hỏi thăm từng người một là công ty có chèn ép người mới không, rồi là công việc có vất vả quá sức hay không, khiến anh ấy cảm thấy phiền toái mệt mỏi luôn ấy. Thì chị nghĩ là bà chị này mới là người không xứng với em đấy. Sao lại thế được? Chị tốt nhầy. Sao lại em là người không xứng? Trong tình yêu không có xứng hay không xứng, chỉ là yêu hay không yêu thôi. Và chị yêu em. Hãy đi cùng nhau thật lâu nhé.